When we were younger, you started all the love you gave. I spread over and over among us. When we were younger, when we were younger, I had in mind to keep an eye on you. Watch you fill the room without a whisper. When we were younger, and I held my breath and like it was my last one. But you stayed there right in front of us. You stayed there right in front of us. When we were younger. Thật là một sự tốt đẹp. Nó biến từ tình yêu mà ra. 1000 cây số, con cháu của chúng tôi đã tìm thấy một nửa của cuộc đời của mình khi đến mảnh đất Quảng Trị này để tìm một nửa. Và giờ đây, trong thời gian hai cháu tìm hiểu nhau và đã được hai gia đình đồng ý để hai cháu nên duyên vợ chồng. Và giờ đây, hai gia đình, hai dòng tộc chúng ta lại trở nên một và lại cùng chung tay nhau để xây dựng cho con cháu của chúng ta. Đó là một niềm hân hoan cho gia đình, dòng tộc của nhà cha chúng tôi đang hiện diện nơi đây, cho dù đường xá xa xôi. Hai cháu sánh duyên với nhau, giờ phút này là ngày lành tháng tốt. Tôi thay mặt cho gia đình bên nhà nữ, điều thứ nhất là tiếp nhận những cái điều gói gắm lại sánh lễ chính thức ngày hôm nay. Như vậy là một đứa con rể của gia đình bên họ tộc của chúng tôi. Và nhân đây, chúng tôi cũng thay mặt xin truyền đến lời thăm hỏi ân cần nhất đến tất cả đại gia đình của bà con họ bên Nam. Cuối cùng xin cảm ơn. This before, and remind.
gia đình chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho hai con. Hai cháu chúng tôi thay mặt cho hai gia đình, tôi xin chuyển đến tất cả mọi quý vị khách quý và bà con trong hội trường này lời chào trân trọng nhất.